Xin chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng xe Trần Đạt. Thì hôm nay là xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm, đó chính là một cái gói nước tẩy rửa. Hay, nước tẩy rửa đầu bò lốc máy đây. Nước tẩy rửa này thì được chiết xuất từ than hoạt tính cũng như là một số dung môi khác anh em nhé. Khi mà anh em tẩy rửa lên xe thì nó sẽ giúp làm sạch những cái vết tẩy rửa như là bị sét, bị rỉ sét, bị đất đỏ dính lâu ngày không ra, bị các vết dầu nhớt anh em nhé. Rồi thì hôm nay mình sẽ thử trên chính cái chiếc xe của nhà mình đây. Chiếc xe này là chiếc xe đi đồi rất là dơ. Mình quay chi tiết cho anh em xem nhé. Đây là chiếc xe đi đồi nhà mình. Đó, thì những cái chi tiết máy của nó anh em có thể nhìn thấy rất là dơ rồi. Rỉ sét rất là nhiều. Đây, bị bám đất đỏ thứ luôn. Đó, anh em đã thấy một cái xe đất không luôn. Đây là cái xe đi đồi nha anh em. Đó, lần trước gắn xin cam nè. Dạ, bị bậy rồi. Đó, xe này dùng để đi đồi. Bây giờ thì mình sẽ thử trên chính cái chiếc xe này của mình. Thì như thường lệ em mình xin giới thiệu những cái sản phẩm đi theo nó. Nhất là chúng ta cần phải có một cái gói nước tẩy rửa này đây. Đó, chúng ta cần phải có một cái gói nước tẩy rửa này. Tiếp theo là chúng ta cần phải có một cái bàn chải. Bàn chải chải chân, đánh răng hay là cọ mềm cũng được anh em nhé. Chúng ta không được dùng cọ sắt. Thứ ba là chúng ta cần phải có một cái hộp hoặc là một cái ca gì đó để chúng ta đựng cái dung dịch của chúng ta. Rồi, thì đối với cái máy này thì mình sẽ pha tầm một nửa gói thôi nhá. Rồi, bây giờ bắt đầu. Mình sẽ pha một nửa gói. Rồi, bây giờ sẽ đổ vô đây. Cái này nó ở dạng sệt anh em nhá, bột sệt sệt đấy. Chứ nó không phải là dạng bột bột lỏng đâu, bột bột trắng như là bột mì đâu. Nó lỏng hơn cho nó anh em nặn ra rất là dễ này. Đó. Rồi chúng ta chỉ lấy một nửa gói thôi, chưa tới một nửa gói luôn. Rồi sau đó thì anh em cho thêm một muỗng xà bông vô đây, hai muỗng xà bông này mình cho vô này. Rồi. Thành phần xà bông có thể nhiều hơn nước tẩy rửa cũng được anh em nhé, để cho nó nhiều bọt. Nhiều bọt thì nó sẽ giúp cái vết dơ chúng ta nó nhanh ra hơn mà nó không bị bám ngược lại vô. Rồi sau đó chúng ta bỏ nước vào. Thì chúng ta cần lượng nước thì là nửa gói thì nó là khoảng một gói thì nó khoảng là 1 lít nước, thì nửa gói nó khoảng nửa lít. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta quậy đều lên. Nó lấy bàn chải này, chúng ta quậy đều nó lên. Bình thường thì mình hay dùng cọ mềm, nhưng mà đối với cái máy này nó rất là cứng đầu, do đó mình dùng thẳng bàn chải luôn nha anh em, chứ không phải là không dùng được cọ mềm nha. Bình thường thì mình hay dùng cọ mềm lắm, nhưng mà cái máy này nó rất là trâu bò, tại vì những cái vết dơ của nó rất là nhiều, những cái vết dơ nó rất là cứng đầu, do đó là mình phải dùng những cái cọ cứng này. Cọ mềm lúc này không còn tác dụng nổi với nó nữa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chà rửa luôn cái máy xe này nhá. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành. Thì trước khi tiến hành anh em nhớ là nổ nóng máy lên nhá anh em. Anh em nhớ nổ nóng máy lên nhá. Mình sẽ để máy lên, nổ nóng máy lên. Cứng ngắc vậy ta. Rồi, xe này là xe đi đồi nên không có để rồi. Rồi ok, bây giờ thì mình đã tẩy xong rồi, cái giai đoạn chà rửa cũng đã xong rồi.
xong một cách sơ sơ. Mình đã chà sơ sơ nó rồi, chà có tầm 2-3 phút đấy mà. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là rửa lại. Mình nghĩ kết quả sẽ khá là ok đấy anh em ạ, nếu mà mình dội nước ra, tại vì chưa gì mình đã thấy có chữ HVN27 khá là to mới ở đây rồi. Rồi thì mình sẽ xả nước thôi. Ok. Đấy, chúng ta có được kết quả đây. Rất mới nha anh em. Rất mới luôn. Ok. Chúng ta có thể thấy những cái nắp này đây, rất là mới. Đó, anh em sao mà tẩy được cái đầu lòng mà chỉ trong vòng vài phút mà nó đã mới được như vậy đâu. Rồi thì shop bán đây, nãy giờ nó chỉ thốn có 1/2 á, nãy giờ mình tẩy mới được có một nửa thôi, tại vì mình tẩy sơ sơ à, chà chưa có kỹ mấy. Rồi tối mới có được 1/5 của gói thôi. Đó thì nếu mà anh em tẩy rửa, anh em chịu khó, nếu mà mình tẩy ấy, mình để một cái gì hớn ở dưới này này, đó là mình có thể tái sử dụng tiếp được luôn nhé. Rồi thì một gói như vậy shop bán với đây, một gói như vậy đây thì shop bán với giá là 40.000 một gói, rất là rẻ nha anh em, rẻ, giá cực kỳ cạnh tranh ở trên thị trường luôn, và chất lượng thì anh em yên tâm rồi, tại vì shop rất là hay làm những cái clip mà tẩy rửa trực tiếp như vậy cho anh em. Ở đây cũng có thêm những hướng dẫn sử dụng các thứ nữa, nhưng mình cứ yên tâm sử dụng thôi nhá. Rồi anh em nào mua thì có liên hệ mình ở cái số điện thoại 0915 434 973 ở phía dưới góc màn hình. Đó, địa chỉ của shop thì cũng có để ở phía dưới.